Anh dạy Đấy, em chỉ đi. một tí nữa. Tuấn ngồi về hẳn lên xe. Vâng, được rồi, em đứng đây cho nó Được. thoáng thoáng đi. Đâu cái gì để kéo cái Nào, này anh? nó cần lên. Đây, cần này này. Cần dưới. Đây, cần dưới này em này. Ở dưới, dưới, đây. Chỗ nào? Dưới, cúi xuống rồi. Có một cái thanh sắt đây. À đây á? Ừ, nâng lên. À rồi, rồi, rồi nhìn rồi. Dùng đầu gối và cánh tay này làm lực. Nhưng để đạp cái này xem nó vừa chưa đúng xa không? Xa lắm, xa lắm cái xa này. Quá đúng không? Tây. Khi nào đạp sát Không, sàn? Cứ buông hẳn tay, buông hẳn tay ra. Chưa được. Vào nữa. Vào nữa. Nữa, giả ra nào. Nữa, lên nữa. Lên nữa, chân em chạm à? Rồi không, có lùi ra chứ nhỉ? Chạm tựa đâu. Rồi, nào. Thoải mái chưa? Ok rồi, anh nhìn thấy là thoải mái đấy. Rồi. Rồi. Như này là nó còn cong tay đúng không? Em thấy ngồi thoải mái, lưng tựa thoải mái chưa? Lưng nó hơi bị thẳng đúng không? Ừ, đấy, tùy cho nó. Như này. Cứ sao cảm thấy thoải mái được? Ngồi như miễn là sao thoải mái là được. Ừ. Mắt em lại không nhìn thấy kính thì chỉ nhìn thấy ngựa này nếu mà ngồi vậy đúng không? Đấy, đấy. Em làm lại cô nhìn nào. Rồi, khả năng em ngồi hơi gần. Hơi gần á? Đấy là một chút. Đấy là mình thấy đấy. Nâng lên nó cần. Thế, buông ra là rồi. Thoải mái rồi, ok. Ừ. Bước 1, rồi. Nhẹ nhàng rồi, tầm 20 rồi. Nhẹ vào kính, xem kính nhá. Thì như, ví dụ như mắt em thì nó không có điều chỉnh giống mắt anh đúng không? Ừ, nhưng mà thế này cái là tầm nhìn rồi. Rồi. Thế trên này sao em đâu không nhìn thấy gì? Thì em có thể là tầm những bẻ thấy của em, tầm lắm hẳn rồi. Cả lắm hẳn em. Đấy. Đấy. Rồi. Thoải mái rồi nhá. Rồi. Tôi khởi hành xe này. Bước 1, chân trái đạp côn. Bước 1, đạp côn. Tay cầm cần số. Đặt lên cần số. Tay cầm lên cần số. Gạt sang trái. Gạt sang trái. Gạt sang trái để lên. Cái này nó đang ở đây mới là 0 ừ, đúng không? Đúng. Gạt sang trái về 1. Tay cầm vô lăng. Tay cầm rồi. Ở vị trí là 10 giờ 15 hoặc là ngang bằng được. Như thế này. Ừ, bắt đầu này. Từ từ nối côn. Từ từ nối côn. Khi xe rung rung thì giữ nguyên côn, bánh xe đợi bánh xe lăn được từ 1 đến 2 vòng, nhẹ nhàng nhả hết côn. À, lúc đấy mới nhẹ nhàng thả hết rồi. Côn. À. Chân phải ra đặt vào và đạp ga đi. Ga đây này, đạp nhẹ. Ga nhẹ lấy đà này, đấy, hút ga lên lấy đà này. Đủ đà có rồi. Bao giờ được ấn mạnh hết cỡ không? Hay không, là không, chỉ ấn nhẹ nhàng thôi? Hơi nhẹ, ấn nhẹ thôi. Rồi. Rồi, đủ đà rồi, ngước ga, mũi chân phải chân lên. Mũi chân phải rồi. Ừ, ngước ga này, chân trái đồng thời. Chân trái đạp côn. Chân trái đạp nhẹ thôi hay đạp mạnh? Sát sàn xe. Sát sàn. Nào, tay cầm cửa số lên số 2 luôn. Nâng lên số 2. Ừ. Về 0, ừ. Xuống dưới. Rồi, đẩy ga lên. Có thể là lại ấn ga. Ừ, có ấn ga nhả côn. Ừ. Có thể này lúc mình tăng tốc nhá. Là tay trái cầm vô lăng chỉnh lái nhá. Vâng. Chân này đạp côn. Chân phải ngước ra, chân trái đạp côn chân thì đồng thời đạp tay ra, phải chân tay trái đã đặt côn. Gần số rồi. Tay trái đặt lên gần số về số 3, về giữa lên thẳng. Ok. Lại côn ra ga lại vào. Côn ra, ga ấn vào. Rồi nhả ga. Nhả côn chứ. Rồi nhả côn à. Côn ra ga vào này, ga lên để lấy đà này. Ga lên. Đủ đà nó đứng chưa xuống rồi. Ngước ga đạp côn. Ngước ga. Lên số 4. Về số 4. Lại côn ra. Côn nhả ra thì chân phải này ga lên. Ga lên. Rồi, về. Lại nhả ga ra về số 5. Ngước ra phải đạp côn đấy nhá. Ngước ra phải đạp côn à? Ừ, phải đạp côn, cắt côn thì mình mới chuyển số. À. Ừ. Số 5 rồi. Côn ra ga vào. Côn ra ga vào. Cứ thế là bắt đầu lái. Đúng rồi. Lái xong đến bây giờ về số chuẩn bị dừng đúng không? Ừ. Dừng thì nhả ga ra, đạp côn vào. Về 4, về 0. Về 4. Nắm lòng của tay đã. Đấy, đúng rồi. Rồi. Nhả côn ra. Rồi, đạp côn vào. Về 3. Rồi. Rồi, nhả côn ra. Rồi lại đạp côn vào. Về 2. Về giữa xuống dưới, chạy lên. Đúng rồi. Rồi, nhả côn ra, đạp côn vào. Về giữa, bên trái rồi, về 1. Rồi. Bây giờ đạp dừng phanh. Không, bây giờ dừng xe này. Đạp côn. Đạp côn, ấn phanh. Chuyển chân ga chân phanh. Phanh. Ấn phanh cho xe dừng lại này, kéo về không đã.
Về không? Đúng rồi, kéo bên đây. Xe. Đấy. Ê, ấn cái này cái xong là. Không, đấy là giật nhả. Lên à? Đấy là nhả, còn đấy là nào? Kéo lên. Không không phải bóp. Không phải bóp, lúc nãy là mình bóp mình ấn này, bây giờ mình cứ thẳng lên này. Ừ, đúng rồi. Vậy okay. Là xong. Tiếp tục làm lại. Làm lại nhá. Đầu tiên này. Điều chỉnh cái này này. Điều chỉnh cái này này, rồi. Đúng không? Xong ok này. Bây giờ là đạp côn thì mới về được số đúng không? Ừ. Nhấn ga để chuẩn bị. Không không ga chứ. Chưa ga. Lúc mình mà đạp côn là không được ga. À, đạp côn là chờ cho nó quay một đến hai vòng rồi xe dùng dùng này. Sau đó nhả côn ra. Từ từ. Từ từ. Rồi. Ấn ga vào. Không ạ. Nhả ga. Nhấn ga, rút ra này. Đạp côn. Nhấn côn xong vào số đạp chứ. Côn về số 1. Về số 2. Lúc nãy bây giờ mình đang không hả? À không, em phải vào số 1 em khởi hành xe chứ. Nào. À lúc vào số 1. Ừ, đạp côn nào. Đạp côn. Đầu tiên là đạp côn. Đạp chân trái, đạp xuống trái, đẩy lên. Đẩy lên là về số 1. Vào xong số 1, từ từ nới côn. Nới côn. Giữ nguyên côn. Nhả, từ từ nhả côn. Đấy, từ từ nhả côn này. Nhả vẫn còn giữ. Không, giờ xe bắt đầu chuyển động rồi thì em nhả côn hết côn. Ga lên. Ga lên. Rồi. Rút ga đạp côn. Nhả ga, đạp côn về số 2. Lên số 2. Đúng rồi, kéo xuống. Nhả côn lại đạp ga đúng không? Đúng rồi. Lại nhả ga đạp côn lên số 3. Đúng rồi. Lại nhả côn đạp ga. Đúng rồi. Nhả ga đạp côn về số 4. Đúng rồi. Nhả côn ra ga côn vào. Ra ga vào, nhả ga lại đạp côn về số 5. Không, về số rồi. 5. Rồi, bắt đầu lái đi. Tăng cứ tăng ga thì ấn cái ga. Ừ, còn khi nào phanh thì khi nào phanh muốn muốn kiểu là xe nó chậm lại thì nhả ga ra. Dạ. Nên khi nào đạp phanh? Được nhá. Cái quy trình mình là phanh ấy thì cả đạp số 5 thì phanh cũng được. Nhưng mình phải đạp côn ra phanh. Đạp côn mới đạp phanh à? Ừ. Cái phanh này cứng thế nhỉ? Không, nó chưa có chân nổ máy, nó chưa có chân lực. À. Em ơi, bây giờ anh đang đi có việc rồi em ạ. Rồi, bây giờ về. Rồi em giảm số đi, đang làm nên giảm số. Đạp côn, giảm 5, về 0, về 4. Ừ. Nhả côn, đạp côn, về 3. Nhả côn, đạp côn, về 2. Nhả côn, đạp côn, về 1. Nhớ về 1 phải gạt thằng trái đấy. Đây. Đã không gạt thằng trái. Đây đang ở 2 đấy nha. Về 1. Ừ, rồi. Ông lại về 0. Đạp côn, đạp ra côn, phanh. Đạp phanh, về 0. Rồi. Đây, kéo cái cần này lên. Ừ. Thế, em nhớ chưa? Nhớ. Rồi, ok, bóc phá lên. Nhớ nhưng mà đến lúc không. Lúc mình chú ý cái này mình lại không chú ý gương à? Không, không vấn đề gì. Gương chú ý nữa, gương chú ý gì nữa. Nhưng mà giỏi cái gì, gương cái gì. Nó thì vất vả nhất ngày hôm buổi đầu tiên tập. Cái buổi sau đi thì nhà dây. Mình nhắn được cái nguyên lý làm việc của nó rồi đấy.